người dân xã Quỳnh Sơn, huyện Ninh Dũng, tỉnh Bắc Giang đi làm đồng bàng hoàng khi phát hiện thi thể hai nam thanh niên chết dưới kênh nước bên cạnh chiếc xe máy. Thi thể hai thanh niên được người dân phát hiện vào khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 8 tại xã Quỳnh Sơn, huyện Ninh Dũng, tỉnh Bắc Giang. Khi đó, một số người dân đi làm đồng thì phát hiện thi thể hai nam thanh niên dưới kênh nước bên cạnh chiếc xe máy nhãn hiệu Dream. Đáng chú ý, trên thành cầu nối qua kênh giữa có vết máu. Qua trao đổi với phóng viên về vụ việc, ông Phạm Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Sơn, huyện Ninh Dũng cho biết, hiện tại lực lượng công an xã và huyện đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua công tác khám nghiệm ban đầu, xác định hai nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Lãng Sơn, huyện Ninh Dũng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ. Sáng sớm đi tập thể dục, một người dân tá hỏa phát hiện hai thanh niên nằm chết bất thường trên đường nên trình báo cho cơ quan công an. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động sáng ngày 5 tháng 8, thượng tá Nguyễn Văn Dân, phó trưởng công an huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết ông đang có mặt tại hiện trường vụ phát hiện hai thanh niên tử vong bên đường ở thôn 10A, xã Ea Kali. Theo thượng tá Dân, hiện công an huyện đang bảo vệ hiện trường chờ lực lượng của tỉnh xuống để điều tra làm rõ vụ việc. Hiện chưa thể khẳng định cái chết bất thường của hai thanh niên này là do đánh nhau hay tai nạn giao thông. Còn theo ông Nguyễn Hải Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Kali, sáng sớm nay một người dân đi tập thể dục thì phát hiện hai thi thể thanh niên nên trình báo cho cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Sĩ Toàn, sinh năm 2001 và Nguyễn Xuân Thanh, sinh năm 2000, cùng ngụ xã Ea Kali. Tại hiện trường, thi thể hai thanh niên cách nhau khoảng 10 mét trên một con hẻm vào nhà dân và một chiếc xe máy. Tay với cơ quan điều tra, cặp nam nữ 17 đến 22 tuổi gây ra vụ án. Nữ nhân viên bị đâm trong cửa hàng cho biết do thiếu tiền để trả phòng trọ nên mới nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 5 tháng 8, công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận nghi phạm gây ra vụ án nữ nhân viên bị đâm dã man trong cửa hàng bán quần áo đã ra đầu thú. Theo cơ quan điều tra, qua sự vận động của công an và người nhà, nghi phạm đâm nữ nhân viên gồm Phan Mạnh Kim 17 tuổi trú tại thành phố Buôn Ma Thuột và Ngô Thị Huyền Phương 22 tuổi trú tại thành phố Hà Nội đã tới làm việc với cơ quan điều tra. Tại đây, Phương khai nhận đang là sinh viên của một trường đại học tại thành phố Hà Nội, còn Kim từ Đắk Lắk ra thành phố Hà Nội làm nhân viên cho một nhà hàng. Đầu năm 2018, cả hai có tình cảm với nhau nhưng bị gia đình ngăn cản, sau đó giữa hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Đến tháng 7, Kim về lại nhà ở Đắk Lắk và rủ Phương vào đi chơi cùng, sau đó cả hai thuê phòng trọ tại thành phố Buôn Ma Thuột để nghỉ. Trong thời gian thuê phòng trọ, do không có tiền để trả nên Phương cùng Kim bàn kế hoạch lên shop quần áo trên địa bàn tìm cách trộm cắp tài sản, sau đó cả hai đã ra chợ mua một con dao Thái Lan thủ sẵn. Đến 14 giờ chiều ngày 3 tháng 8, Phương và Kim đến shop bán quần áo ở số 90 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, vừa hỏi mua để dò la tin tức. Tại đây, cả hai phát hiện shop có một nhân viên trông coi nên bỏ đi. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, cả hai quay lại shop để thực hiện hành vi của mình. Lúc này, chị Đặng Thị Thùy Trang, 22 tuổi, nhân viên bán hàng coi quán, Phương tìm cách đánh lạc hướng, còn Kiên từ phía sau lao tới ôm cổ, kề dao với mục đích khống chế chị Trang để cướp tiền. Trong lúc xảy ra sự việc, chị Trang tìm cách chống cự, la lớn, quá hoảng hốt, Kiên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nữ nhân viên. Gây án xong, cả hai bỏ trốn xuống thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Vợ mua quần áo, đôi nam nữ, đâm người bán hàng nhiều nhát. Ngày 4 tháng 8, cơ quan điều tra, công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang truy bắt đôi nam nữ vào một cửa hàng quần áo, rồi dùng dao đâm nhiều nhát nhân viên bán hàng, khiến người này trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Thu Trang, 22 tuổi, nhân viên bán hàng, một cửa hàng quần áo trên địa bàn thành phố. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định hai nghi phạm đâm chị Trang gồm Phạm Minh Kiên, 17 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột và Ngô Thị Huyền Phương, 22 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16 giờ, chiều ngày 3 tháng 8, hai đối tượng này vào xem quần áo, nhưng không mua gì mà bỏ đi. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, hai đối tượng tiếp tục quay lại cửa hàng để hỏi mua đồ. Trong lúc chị Trang đang đứng tư vấn cho người nữ, thì bất ngờ, nam thanh niên lao tới bịt miệng,
dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Chị Trang tìm cách chống cự, rồi chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng Kiên tiếp tục ôm chị Trang dùng dao đâm loạn xạ. Sau đó bỏ chạy. Đang điều trị tại bệnh viện, chị Trang cho biết, trong cuộc sống, chị không hề có mâu thuẫn với ai. Và cũng không quen biết với hai đối tượng này. Có thể, hai đối tượng này lợi dụng, chỉ có một mình chị, bán hàng tại cửa hàng. Nên định khống chế để cướp tài sản. Theo bác sĩ bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, do bị đâm. Trong đó có nhiều vết, đâm ở ngực, tay. Bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Đến nay sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục, nhưng vẫn phải theo dõi, điều trị. Nhiều người bàng hoàng việc, nữ tu bị cướp sát hại. Nhiều người dân và Phật tử, người tu hành, tập trung trước nhà của nữ tu. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 50 tuổi, thường gọi là cô Hiếu, khóc thương cho một người, suốt đời tu tập, hành thiện, nhưng bị cướp sát hại một cách dã man. Đến chiều ngày 2 tháng 8, Công an quận Tân Phú vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh xung quanh khu vực hẻm 339 trên đường kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú để điều tra vụ nữ tu bị cướp sát hại ngay tại nhà, cướp giết cả người tu hành. Bên ngoài căn nhà số 339-1, nơi sư cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 50 tuổi, thường gọi là cô Hiếu ở, nhiều Phật tử và những người tu hành. Mặc áo nhà chùa, đứng chết lặng giữa trời nắng. Nhiều người quệt vội dòng nước mắt, hay ôm mặt khóc nấc. Vụ án mạng xảy ra ngay gần cổng vào một ngôi chùa, trong con hẻm, nên khiến nhiều người bàng hoàng, sửng sốt. Theo người dân khu vực, con hẻm vốn rất bình yên. Do gần chùa chiền. Sáng cùng ngày, nhiều người vẫn không hề hay biết sự việc, cho đến khi một sư thầy, ở chùa Phước Long, phường 1 quận 10, tới căn nhà của cô Hiếu. Sư thầy khi mở cánh cửa ra, thì thấy khắp nơi có vết máu, sư cô gục chết bên trong. Nên hốt hoảng la làng, và kêu cứu. Lúc đó nhiều người chạy qua, chứng kiến cảnh tượng đau lòng, một người dân cho biết. Cô Tống Thị Oanh, pháp danh Diệu Thiện, Phật tử ở chùa Phước Long, quận 10, hay tin cũng tất tả chạy xuống, khi chứng kiến cảnh đau lòng. Chỉ biết đứng chết lặng ở đường, quệt nước mắt. Cô Hiếu là người chỉnh chu trong cư xử, có lòng thương người rất lớn. Cô lo cho mọi người, chứ chưa bao giờ biết lo cho bản thân mình, cô Oanh khóc. Theo quan sát, căn nhà ở sư cô bị sát hại. Có hai cánh cửa kiên cố, có thiết kế khóa ở bên trong. Nữ tu một đời làm từ thiện. Những người già, sống ở con hẻm 339. Cho biết, sư cô là người hiền lành, đã xuất gia tu hành, từ lúc còn nhỏ tuổi, và có thời gian tu tập ở chùa Phước Long. Phường 1 quận 10. Ngày thường sư cô sống một mình, người thân sống ở nơi khác. Cô thường ngày hòa nhã, từ tốn và hay giúp đỡ mọi người. Đặc biệt là các cháu nhỏ, một cụ già ở cạnh ngôi nhà cho biết. Ở khu phố, một năm cô làm từ thiện 4 lần. Mỗi một lần là 100 phần quà. Cho những người khó khăn. Trong nhà cô có đặt tam bảo để thờ. Trước đây, buổi tối có các cháu nhi đồng, hay tới tụng kinh. Nhưng gần đây thì chỉ có tối chủ nhật, từ 19 đến 20 giờ tối. Còn ban ngày cô lên chùa. Xóm này ai cũng sống hiền lành. Một người khác góp chuyện. Theo những người hàng xóm, giờ sinh hoạt của cô Hiếu rất sớm, nên có thể những tên cướp đã theo dõi từ lâu, rồi mới ra tay. Có thể khi cô vừa mở cửa, thì cướp đã xông vào và tấn công. Bình thường từ 4 giờ sáng. Cô Hiếu hay dậy sớm, và qua chùa Phước Long, phường 1 quận 10. Hôm nay trên chùa có đám, nhưng sư thầy đợi hoài cô chưa qua. Lên điện. Tuy nhiên, gọi mấy cuộc, thì có một người nam bắt máy, nói cô đi chợ rồi. Thầy linh tính, có chuyện chẳng lành. Nên thầy chạy xuống thì thấy cô, bà Trương Thị Mỹ Hằng, 48 tuổi, ngụ quận Tân Bình nói. Cô Tống Thị Oanh, pháp danh Diệu Thiện. Phật tử ở chùa Phước Long, quận 10, khóc nức nói, mới gặp cô ấy ngày hôm qua. Cô ấy lo cho mấy em nhi đồng, không có tiền. Ba mẹ phải mướn nhà ở sợ các em hư, cô cho các em, chủ nhật tới nhà tụng kinh, niệm Phật. Cô lo từ cuốn sách, cây viết, đến manh áo, và xe đạp cho các em. Trong khi đó, cô ăn mặc rất giản dị, đến bị bệnh, cũng không lo cho bản thân mình, mà lo cho người khác nữa. Kẻ cướp sao lại nỡ ra tay, với người tu hành như vậy.